chị tập vấn nghề về, nhớ cẩn thận nhá. Bom đạn nó còn phải né tao. Chị ơi, nếu nó máy, em có chết vì bom đạn. Chị nhớ cho em ở cạnh mọi người nhá. Mi không về nhà đi, ở đây mà ám bom tao à. Em mua cô cha từ nhỏ, mẹ thì bỏ đi, các chị các em ở đây như là người thân và gia đình của em rồi. Thôi em đi có cả đấy. Ở đây chị Nga là người thương mình nhất. Được gì sau này mỗi đêm trước khi đi ngủ lại được nghe chị Hà như ngày xưa của mình. Thank you.
chưa.